Xin chào các bạn. Kênh TV lại giới thiệu tiếp với các bạn một chiếc Zippo. Con này là cổ. Con này đã qua sử dụng rồi. Con này đời 1952 1955. Khoảng những năm 52 55. Quảng cáo cho hãng, chủ đề là quảng cáo cho hãng là Liberty Nation Life Insurance Company. Này là ông bảo hiểm quốc gia gì đây. Liberty là độc lập, công ty bảo hiểm độc lập quốc gia, dịch nôm na là như vậy. Sản xuất vào những năm 1952 1955. Đó. Các bạn xem PS 251 7191. Các ăn mòn đồ sơn. Bắc vẫn là bắc gì nữa. Luật này vẫn trùng đời nha. Rồi, tiện đổ xăng luôn. Cái xăng quẹt lửa tận mắt cho các bạn xem. Con này cổ lắm. Một chín năm hai, 1955 cụ lại là cũng mấy năm, năm sáu mấy rồi, 64 65 tuổi rồi còn gì nữa. 652 thì cũng 67 68 tuổi rồi. Ok này, dập cái này ra một tí nó hết xăng. Ôi, bắp nó còn bột, bắp cổ nó sao mà nó bột to nữa, nhấp dài. Đó, ok. Một con 1952 1955 tình trạng đã qua sử dụng, hình dáng như thế này, giá cũng hơn triệu, dưới 2 triệu nha, rất cổ điển. Bạn nào mang về sưu tầm ok, gần 70 tuổi rồi. Sinh năm 52 rồi. Cho 55 đây. Quật vỏ trung đời nhé. Đang phát nữa này. Ok. Bạn nào yêu thích xin hãy điện thoại 0934 337 337. Kênh Tiếng Việt. Các bạn cứ alo trực tiếp nhá. Mình thấy bận cứ alo đi. Hoặc comment xuống dưới để số điện thoại mình sẽ liên lạc lại các bạn. Comment ở dưới kênh nha. Dưới kênh YouTube của mình ấy. Mình chân thật nhá, không có gì cả. Đây, chân thật luôn cho các bạn xem. Tất cả những hàng mình bán đều chân thật. Quay trực tiếp hàng thật, việc thật luôn. Các bạn yêu thích kênh thì xin cứ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để theo dõi có những kênh, có những video mới mình theo dõi. Tiện đây nhà bán nhiều thứ, đồ Nhật nội địa, lời cơm mấy làm bánh như các loại, bếp từ, cây nước sen vòi,
hoàn pin lung tung cả. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.